tin liên quan đến giải Gaza tình trạng của các tín hữu Kitô tại giải Gaza theo linh mục Công giáo duy nhất tại giải Gaza trong 6 năm qua số Kitô hữu trong lãnh thổ này đã giảm mạnh từ 4.500 người xuống còn 1.000 do những điều kiện khắc nghiệt mà họ phải đối phó trong cuộc sống Cha Mario da Silva nói với hãng tin ACI France rằng người dân tại Gaza sống trong một nhà tù lộ thiên vì chúng tôi không thể đi ra đi vào lãnh thổ này. Chúng tôi không thể thăm người dân, tìm việc làm, thuốc men hay bệnh viện tốt ở bên ngoài. Giải Gaza có diện tích 365 km vuông, là một phần của Palestine, nằm ở phía tây Israel với dân số 1,8 triệu người. Kể từ năm 2007, lãnh thổ này đã được cai trị bởi phong trào Hồi giáo Hamas. Kể từ khi Hamas lên nắm quyền ở đó, Israel và cả Ai Cập đã phong tỏa kinh tế giải Gaza, hạn chế dòng người và hàng hóa ra vào vùng đất nhằm giảm bớt các vụ tấn công hỏa tiến bắn vào Israel từ lãnh thổ này. Cha Silva, linh mục của dòng ngôi lời, nhớ lại rằng khi Ngài đến Gaza vào năm 2012, tình hình đã rất khó khăn. Cha nói, theo thời gian, tôi hy vọng tình hình sẽ sáng sủa hơn, nhưng nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Người dân Gaza chỉ có điện trong bao giờ mỗi ngày và thiếu nước uống. Hầu hết người dân Gaza đang thất nghiệp và những người làm việc phải sống với số tiền ít ỏi khoảng 150 đến 200 đô la một tháng. Gaza thật sự là một nhà tù, mọi người không có tiền và có một tình hình thật khủng khiếp, đó là tình trạng đói nghèo tràn lan. Các điều kiện khắc nghiệt tại Gaza đã dẫn đến những cuộc di dân của người Kitô hữu Palestine. Chasiva cho biết thêm, mỗi năm các tín hữu Kitô được phép thăm viếng những nơi thánh trong thánh lễ Phục sinh và Giáng sinh và nhiều người trong số họ ra đi không bao giờ trở lại